không Vinh có thông báo ngày mới ở sẽ có người đâu Hello Trang, có tao vào mà chia sẻ cho bạn đi nha Trang nha, chia sẻ vào nhiều hội nhóm trợ cho bạn đi. Có chân váy bò đen rách không ly, có chân váy bò xanh, chân váy bò xanh đẹp mà trẻ mà. Đen lắm thì nhiều đen rồi. Chia sẻ cho người ta đi. Hello, hello tất cả mọi người, hello tất cả các chị nha. Không biết tải bài viết. Các chị bảo có không thể tải bài viết thế gì ấy. Chị không vào vào like em được, các chị bảo không vào like mình được ấy. Không hiểu sao ấy. Chẳng tương tác hay là mình bấm vào cái gì chặn hết rồi. Chị đang các chị đang nhắn tin rồi không thể vào live được. Chào tất cả mọi người nha, mọi người vào chia sẻ cho em đi nào, mọi người vào chia sẻ đến các hội nhóm cho em nha các chị nha. Các chị bảo không thấy like em ạ. Các tình yêu vào chia sẻ đến các hội nhóm cho em nào. Các chị bảo không thêm được. Chào chị Mỹ Hạnh nha, mọi người vào chia sẻ cho em nha. Em like cả nick này nhá. Rồi ok rồi đây chị ơi, đây này em phải chuyển qua nick này ấy. Không biết là không hiểu nick kia nó bị làm sao rồi. Mọi người vào tương tác nick này cho em nhá. Mọi người vào tương tác nick này lại cho em nào. Mọi người vào tương tác nick này chia sẻ cho em nhá các chị nha. Các chị vào tương tác nick này chia sẻ cho em đi ạ. Các chị vào tương tác nick này giúp em nhé mọi người nhá. Mọi người vào tương tác nick này nào. Mọi người vào chia sẻ mạnh lên cho em nào các chị ơi. Các chị vào chia sẻ nick này mạnh lên cho em nhá. Từ bây giờ em sẽ like cả ở nick này nữa. Từ bây giờ em like cả nick này nhá mọi người nhá. Mọi người vào tương tác chia sẻ giúp em nhé các chị nhá. Mọi người xem livestream rõ thì mọi người comment cho em biết nào. Mọi người vào chia sẻ cho em nhá. Chào Hoàng Minh Hiếu ấy à, chia sẻ cho bạn đi nha. Mọi người vào nick này tương tác chia sẻ lại giúp em nha mọi người nhá. Nick kia em đang bị hạn chế tương tác, mọi người tương tác sang nick này giúp em với ạ. Mình cái nick chờ không? Mình không biết được. Ấn không vào được. Mọi người vào tương tác nick này cho em nào, mọi người vào chia sẻ like cho em đi các chị ơi. Mọi người vào chia sẻ nick này giúp em nha. Những ai đang xem comment những ai đang xem livestream comment xin chào để em biết mọi người đang xem livestream của em nào. Những ai đang xem livestream thì comment cho em biết nhá. Comment cho em biết là mọi người đang xem livestream nào.
Mọi người vào tương tác nick này giúp em với ạ. Hello chị Trà Lành. Các chị vào tương tác nick này giúp em với nhá, tại vì nick kia em đang bị hạn chế tương tác. Ờ, nick kia hình như là em có là em like nhờ mọi người không có thông báo thì phải đúng không ạ? Mọi người kết bạn chuyển sang nick này giúp em nhá. Mọi người ấn theo dõi nick này ở chế độ xem trước giúp em với ạ. Khi em like thì sẽ có thông báo nha mọi người nha. Mọi người vào chia sẻ lên các hội nhóm chợ cho em đi ạ. Mọi người vào chia sẻ ủng hộ em nhé mọi người nhá. Hàng mới về nhiều lắm. Hàng mới về rẻ đẹp nhiều lắm. Nhưng mà dạo này tương tác kém quá. Em like mọi người không thấy hay sao ấy. Nên là vẫn chưa like được hàng mới cho mọi người. Hàng rất là nhiều luôn đây. Hàng nhà em đây rất là nhiều luôn. Về rất là nhiều hàng mới luôn. Chị chia sẻ nhiều nhóm rồi đó. Em cảm ơn chị nha. Hàng về nhiều lắm nhưng mà bởi hôm nay tương tác kém quá nên là không thể like hàng mới để xem được. Rất là buồn luôn. Mọi người chia sẻ tương tác mạnh lên nick này giúp em nha các chị nhá. Từ bây giờ em sẽ chuyển qua like nick này ạ. Nhận hàng của em mặc đẹp lắm. Em cảm ơn chị nha, cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Em mới về nhiều hàng mới đẹp lắm ý. Chào chị Hoa Kim nha. Mọi người lên tương tác nick này cho em đi nào. Mọi người lên tương tác nick mới giúp em nhá. Chia sẻ vào các hội nhóm chợ cho em nha các chị nha. Mọi người tương tác nick này chia sẻ nhiều vào các hội nhóm chợ cho em đi nào. Chia sẻ thật nhiều nhá các chị nhá. Dạo này hơi buồn một chút, mọi người chia sẻ cho em đi nào. Chào chị Nữ My nha. Chị ơi chia sẻ nick này, tương tác nick này giúp em nhá. Mọi người tương tác nick này giúp em nha. Chào chị Chi Lân. Các chị ơi mọi người vào nick này chia sẻ tương tác giúp em nick này nhé mọi người nhá. Mọi người vào chia sẻ tương tác nick mới này giúp em với ạ. Tại vì nick kia em đang bị hạn chế tương tác. Hàng mới về rất là nhiều rồi. Chuẩn bị chuyển sang cả hàng thu đông lên mông tơ ghi. Nói chung là nhà em về nhiều lắm. Tương tác đang bị hạn chế nên là mọi người chia sẻ nick này giúp em ạ. Chia sẻ nick này để tăng lượng tương tác giúp em nha mọi người nha. Mấy hôm nay nhiều hàng đẹp lắm ý, nhưng mà vẫn chưa like được cho mọi người tại vì là tương tác kém quá. Nên mọi người vào chia sẻ giúp em là chia sẻ nhiều vào các hội nhóm chợ cho em nha mọi người nhá. Chia sẻ nhiều vào hội nhóm chợ cho em đi nào. Em sẽ test tương tác nick này một vài lần rồi bắt đầu bán nhá. Rồi ok, em cảm ơn chị Đinh Mạnh Hoàn nhá. Chắc cảm ơn chị Nữ My ạ. Đấy, toàn các chị ủng hộ em rất là nhiều luôn. Mọi người chia sẻ giúp em đi nào. Mọi người chia sẻ để cho các chị bạn bè người quen mình có thể vào để mua hàng đẹp giá rẻ nhé mọi người nha. Hôm nay em sẽ dành ra một buổi nói chung là để tương tác nick này thôi. Mọi người chia sẻ cho em đi. Mọi người chia sẻ đông lên 50 view để em sẽ tặng quà nha các chị nha. Mọi người chia sẻ đông lên 50 view để em sẽ tặng quà cho mọi người nào. Phần quà mọi người thích gì nhỉ? Hay là tặng sơ mi nhá. Hay tặng sơ mi nào, mọi người chia sẻ đông vui nick này để em tặng quà cho mọi người nhá. Test tương tác nick mới à, mọi người chia sẻ nhiều vào hội nhóm chợ cho em nhá. Đông vui thì em sẽ tặng quà cho mọi người chia sẻ lên 50 view đi. Lên 50 view sẽ tặng áo nha, mọi người thích sơ mi không nào? Mọi người thích sơ mi, chị nhận hàng rồi đẹp nhưng chị lấy quần đen size M bị chật. Rồi ok nhá chị Hương Nguyễn nhá. Đen size M bị chật à, bao nhiêu cân mà bị chật nhỉ? Mọi người tương tác nick này cho em nha mọi người nha. Nếu mà hơi chật ý thì chị mặc vài lần nó cũng giãn ra thôi. Nếu mà chật nhiều thì gửi là em đổi cho. Em đổi cho chị size to hơn. Chào chị Đỗ Thanh Hải. Mọi người vào tương tác nick này lại giúp em nha mọi người nha. Tại vì nick kia đang bị hạn chế tương tác. Các chị vào cố gắng chia sẻ giúp em đi nào. À hay là tặng giày nhá. Mọi người có muốn tặng giày không nào? Tặng giày nhá. Còn hàng đẹp luôn, bán tại shop. Em bán tại cửa hàng. Đây, tặng giày cho mọi người này. Các chị có muốn tặng giày không? Test tương tác như này em sẽ tặng giày cho mọi người nhá. Đổi không khí đi một chút nha.
tặng giày cho mọi người nha các chị nha. Nào mọi người chia sẻ cho em đi nào. Rồi ok, cảm ơn chị Đỗ Thanh Hải đã chia sẻ vào các hội nhóm. Mọi người chia sẻ vào các hội nhóm cho em nhá. Tặng giày nha các chị nha. Tặng giày rất là đẹp này. Đây, tặng giày siêu xinh cho mọi người nhá. Chỉ cần lên 50 người thôi. Test tương tác nick mới nha. Test tương tác nick mới tặng giày cho mọi người này. Chị ấy thì chị gửi là em đổi size L. Đây nha, em tặng giày cho mọi người nhá. À, thi thoảng đổi không khí đi một tí. Nào mọi người tương tác mạnh lên cho em nào. Chị Hương nếu mà chật tí thì gửi đổi lại cho em nhé, để em đổi size lớn hơn cho. Mọi người chia sẻ đi nào. Mọi người chia sẻ nhiều vào hội nhóm cho em đi nào. Chia sẻ nhiều vào hội nhóm nhá. Tặng giày xinh cho mọi người này. Tặng giày xinh được không ạ? Đây toàn bộ là giày đẹp thôi này các chị này. Tặng giày cho các chị chia sẻ lên 50 view nhá. Chia sẻ lên 50 view cho em nào. Nick mới này tương tác hơi bị kém. Tại vì là đấy nên là mọi người chia sẻ cho em. Dạo này nick cũ tương tác kém lắm. Mọi người chia sẻ nhá. Mọi người chia sẻ và nhiều vào hội nhóm trợ cho em đi nào. Đây mọi người này, tặng giày cho các chị chia sẻ livestream chỉ cần lên 50 view thôi. Lên 50 view nhá mọi người nhá. View thấp đúng không? Mọi người tương tác nick này giúp em đi nào. Mọi người tương tác nick này giúp em rồi nha các chị nha. Chào chị Thu Thùy này, chào chị Loan Diệu ạ. Mọi người tương tác nick này nào, sẽ tặng giày nhá. Tặng giày cho các chị chia sẻ livestream này. Loan Diệu ạ. Em chào chị Loan Diệu nhá. Sao con không nhìn thấy comment của chị Hương Nguyễn? Bảo gì? Sao con chưa nhìn thấy comment nhỉ? Không thấy đâu luôn nhá. Đấy. Không có mà lạ. Đấy, dạo này á mạng tương tác kém lắm. Dạo này Facebook tương tác kém lắm ấy mọi người ạ. Đây comment đây này. Comment em còn không nhìn thấy. Hai điện thoại và một điện thoại nhìn thấy, một điện thoại không nhìn thấy comment của mọi người. Nhiều khi các chị cứ bảo là em không trả lời comment của chị, với lại là không muốn bán hàng cho chị à, với lại là nói chung là em rất là muốn bán hàng cho mọi người. Nhưng mà có khi có không nhìn thấy comment được của mọi người ấy. Nó tương tác dạo này Facebook nó đang hạn chế nên là nó bị ẩn tương tác, nó bị ẩn comment ý. Mọi người chia sẻ nhá, mọi người chia sẻ để tương tác mạnh lên để em có thể nhìn thấy tất cả mọi người nhá. Rồi ok chị gửi lại cho em đổi sang quần kẻ sọc cho chị. Đổi gửi lại luôn cho em nhá chị nhá. Gửi ngay lại cho em nhá, gửi luôn lại cho em nhá. Nào mọi người tương tác lên nào, mọi người tương tác lên 50 view để em sẽ tặng giày này nha các chị nha. Chào chị Nâu Cà Phê ạ. Chị ơi, nick kia bị hạn chế tương tác, em chuyển sang nick này nhá. Mọi người vào nick này tương tác cho em nhá. Chị Nâu Cà Phê chia sẻ giúp em với nha chị yêu nha. Áo phông chị inbox cho em còn không? Áo phông nào nhờ, để em check inbox xem nào. Dạo này tương tác kém buồn ghê luôn ấy các chị ạ. Nhiều hàng mới đẹp lắm ấy nhưng mà dạo này tương tác kém. Mọi người toàn kêu là không nhìn thấy livestream thôi. Em livestream nhưng mà mọi người không vào được. Ở đâu có phông nào đâu. Trước em live mà có hai quả gì bên trái mà 50k. Ở phông hai quả gì bên trái nhỉ? Quả cherry. Mã đề chắc là hết rồi chị ạ. Mã đề chắc là hết rồi, hình như là hết rồi ấy. Để em kiểm tra, nếu mà còn thì em gửi cho chị. Hello chị Đặng Trang. Mọi người tương tác nick này giúp em với nha. Mọi người tương tác cái nick mới này giúp em đi nào. Vâng, phông trắng em nhớ cái phông ấy rồi. Nhưng mà để em xem còn không. Hình như là áo phông để em hết rồi thì phải. Chào chị Bi Trang nhá. Mọi người tương tác nick này giúp em với nha. Mọi người chia sẻ lên 50 view để em tặng giày cho mọi người nào. Tặng giày xinh nha các chị nha, tặng giày xinh cho mọi người. Có áo nào chị mặc được không Ly ơi? Áo chị mặc được, em có áo phông. À có lụa chị ơi. Có lụa chị mặc được ấy. Áo lụa mới về đẹp lắm. Lụa 3D mới về chị mặc được đấy. Đây nha mọi người nha, tặng giày xinh này các chị này. Tặng giày xinh nha. Đây mọi người chia sẻ cho em lên 50 view đi. Lên 50 view để em sẽ tặng giày xinh này cho các chị này. Nào mọi người chia sẻ giúp em nhá. Mọi người chia sẻ nhiệt tình vào hội nhóm cho em đi nào, nhiệt tình với các hội các nhóm cho em nhá. Nhiệt tình vào các hội nhóm để chơi mini game để nhận quà nào. Nick
Nick này là em đang test tương tác nha. Không thích là chơi mấy cái ấy kia nhận lâu nhận hàng quá. Chị Lân thì nay mai rồi. Của chị chắc nay mai thôi. Em gửi cũng được 2-3 hôm rồi. Tại vì là bill bây giờ nó cũng quá tải ấy. Thích tôi trắng. Rồi ok, mọi người chia sẻ nhiều vào cho em để em tặng quà cho mọi người. Chị luôn tặng hết. View là tặng nha. Tặng hết luôn cho mọi người. Cho chị xem nào, áo lụa 3D. Mẹ lấy cho chị xem. Không, hôm nay em không bán giày, em đang test tương tác nick mới á. Giày nhà em bán tại cửa hàng thôi các chị ạ. Hôm nay em đang test tương tác nick mới thì em tặng giày cho mọi người. Nhà em bán giày nhưng mà bán tại cửa hàng. Có cao gót đinh không? Giày này hôm nay em tặng cho mọi người tương tác ạ. Em tặng cho mọi người chia sẻ để tương tác cho em ạ. Chị nâu cà phê ơi, chờ em một chút nhá. Giày này là em sẽ tặng cho mọi người chia sẻ livestream cho em lên 50 view tại vì nick tương tác nick mới. Em đang tương tác nick mới mọi người ạ, nên là mọi người chia sẻ livestream cho em lên 50 view. Em tặng giày cho mọi người nhá. Hàng đẹp về rất là nhiều luôn. Đấy, hàng đẹp về rất là nhiều nhưng mà hôm nay mấy dạo này Facebook nó đang hạn chế tương tác nên là em vẫn chưa thể bung lụa hàng mới cho mọi người. Đấy, rất là nhiều hàng mới đẹp nhá. Mọi người chia sẻ tương tác nick này mạnh lên cho em để chuẩn bị bung lụa hàng mới ạ. Hàng cho các chị đi làm. Hàng công sở thì rất là nhiều rồi đấy. Hàng cho mọi người chuẩn bị đi làm có rất là nhiều rồi. Chân váy áo sơ mi. Không phải cái mã đấy đâu mẹ ơi. Cái mã mà buộc buộc ấy. Buộc thụng thụng được kia ấy. Nào mọi người chia sẻ để em tặng giày cho mọi người nào. Các chị chia sẻ cho em lên 50 view. Đấy cái mã buộc đúng như thế. Mọi người chia sẻ lên 50 view nhá. Mọi người thích đôi nào thì hãy tặng đôi đấy nhá. Một trong hai đôi này nhá mọi người nhá. Một trong hai đôi ạ. Dành cho các chị tương tác nick này giúp em nhá. Tương tác để đẩy view nick này giúp em nhá. Hôm nay em không bán hàng. Em chỉ đẩy tương tác thôi. Em chỉ đẩy view cái nick này thôi. Mọi người tương tác nick này giúp em đi ạ. Tăng lên 50 view thì để đấy nhá. Em sẽ test tương tác nick này một vài lần. Tôi sẽ bán hàng chuẩn qua bán hàng nick này ạ. Đây chị nâu cà phê ở đây nhá. Đây áo này chị mặc được này. Chị nâu cà phê còn ở đây không ấy nhở? Nếu mà còn ở đây thì comment cho em biết nè. Đây áo lụa 3D này. Hàng vừa mới về luôn. Chất nhẹ tênh mà mát lạnh luôn nhá các chị nhá. Mặc nhẹ tênh luôn ạ. Mặc nhẹ tênh luôn. Chị nâu cà phê còn ở đây không comment cho em biết nè. Comment cho em biết nhá. Đây em vừa mới về cái mã lụa 3D này này mọi người này. Mặc nhẹ tênh luôn, sướng cực kỳ luôn ý. Em mặc thử cho mọi người xem nhá. Tiện mặc thử cho mọi người xem. Đôi nào cũng rất là đẹp luôn. Đôi nào cũng xinh, cực xinh. Hàng này toàn hàng Quảng Châu, hàng hộp nhé. Rất là chuẩn, đẹp luôn đấy các bạn nhé. Đây. Và chị xem, à chị đâu cà phê vẫn đây rồi. Đây, những đôi này để tặng cho các bạn nha. Để tặng nhé, hôm nay tăng đây nha, chị đâu cà phê ở đây. Cái mã này đây, chị mặc được này. Đây cái mã lụa mới nhẹ nhàng. Mã này nhẹ nhàng. Rất là nhẹ nhàng luôn, mặc mát lạnh mà nhẹ tay luôn. Đông màu đông. Mát lạnh nhẹ tênh luôn, sướng lắm ý các chị ạ. Hàng lụa Quảng Châu cao cấp nhá. Đây, hàng lụa Quảng Châu cao cấp này các chị này. Mặc mát lạnh nhẹ tênh luôn, sướng lắm ý. Đấy, sướng cực kỳ luôn. Mà giá lại cực kỳ là yêu thương. Đấy. Mọi người vào đông đông nhá, chia sẻ lên 50 view. Mọi người chia sẻ lên 50 view cho em đi nào. Chia sẻ lên 50 view để em tặng quà cho mọi người nào. Mọi người tương tác nick này mạnh lên cho em nhá. Chào chị Thúy Ngân nhá. Đây, nếu mà ai lấy áo này thì comment cho em nhá. Giá của nó là 100k một con. Đấy, 100k một con lụa cao cấp như thế này nhá các chị nhá, lụa 3D ạ. Lụa này là lụa 3D này các chị này. Các chỗ khác các chị mua tầm khoảng 200 đến 250 một con luôn. Các chỗ khác mua đến khoảng 250 một con luôn nhỉ. Em chỉ bán 100k một con thôi. Đây rồi, ok cho chị áo này nhé. Chị lấy màu như em đang mặc hay là màu này ạ? Giày này vẫn còn chưa bóc. Chưa bóc cái dính đế của nó luôn. Hàng siêu đẹp luôn nhé. Đây. Cực kìa đẹp luôn. Đây chị ơi, đây nha. Mua luôn một đôi đi chị ạ.
mua luôn một đôi đi, tại vì mặc xuống lắm, chỉ có 100k thôi. Mặc xuống cực kỳ luôn này. Mát nhẹ tay luôn. Mày đẹp thời trang. Đấy, tay cũng thời trang. Chị lấy luôn một đôi đi. Chị lấy luôn một đôi đi. Rẻ, không bằng một nửa giá thị trường luôn. Em đảm bảo mọi người mua nhé, mặc mát xuống nhẹ tay lại nghiện luôn áo này của nhà em đi á. Mọi người lại nghiện luôn áo này của nhà em. Chất lụa, không nhăn không xù. Không nhăn không xù các chị ạ. Mặc nhẹ như không mặc luôn. Mặc nhẹ như không mặc luôn. Mà chỉ có 100k thôi. Eo ơi, rẻ, cực rẻ luôn đúng không? Mọi người tương tác nick mới này cho em này. Áo này là 100k chị ơi, 100k một con. Rất là đẹp luôn. Hàng lụa Quảng Châu cao cấp này. Đấy. Mua 2 chiếc tiện mai em ship luôn cho. Đẹp như này mà. Rồi ok, lấy màu em đang mặc đúng không? Lấy màu em đang mặc thì cho em xin số điện thoại với. Cho em xin lại số điện thoại với ạ. Chị lấy luôn một đôi đi. Màu này cũng đẹp mà chị. Đây cũng có một kiểu này nữa. Có hai kiểu đấy, hai kiểu khác nhau. Kiểu này 60 cân vừa không ạ? Chị 60 cân đúng không? Thoải mái hơn chị gọn. Đây kiểu này nữa này, em mặc kiểu này cho mọi người xem này. Có màu tối màu sáng. Bao nhiêu hàng đẹp toàn hàng công sở để bán cho các chị, nhưng mà mạng vào này làm sao ấy, like mọi người không tương tác được, không thể nào bán được hàng. Đây các chị này, đây mặc lên sang xịn cực kỳ. Rồi ok, các chị luôn hai cái. Đây còn kiểu này nữa này các chị này. Đây, mặc lên sang xịn cực kỳ luôn. Quá là trẻ trung luôn đúng không các chị? Đảm bảo với chị. Hãy chào chị Thục Quyên nha. Mọi người vào nick này tương tác chia sẻ lại giúp em đi nào. Nhẹ nhàng mà đẹp, mặc không, okay. Lộ, không lộ dáng một tí. Chốt luôn cho chị nâu cà phê hai chiếc. Mặc rất là nhẹ nhàng mà mặc không lộ dáng nha mọi người nhá, giấu bụng luôn. Đấy. Xinh lắm, mọi người chia sẻ cho em đi nào. Mọi người chia sẻ nick mới để tăng view để tặng quà nào các chị ơi. Mọi người chia sẻ nick mới để tăng view để em tặng quà cho mọi người nhá. Quá là đẹp luôn đúng không? Rồi ok, em chốt cho chị nâu cà phê 2 chiếc luôn. Quá xinh luôn đây. Màu đẹp lắm các chị ạ. Màu nhìn yêu lắm ý. Phải, nó mỏng, nó nhẹ nhưng mà nó kín đáo này. Không được. Kín đáo này, mọi người mặc đi làm nhá. Mặc không bị lộ dáng. Đi làm đi chơi thoải mái luôn mọi người mặc đây. Dáng của nó mới chân lụa nhẹ. Mẫu những cái mẫu này mới lạ. Mỏng nhẹ tênh luôn. Đây, kiểu mới này. Đẹp không các chị? Nhìn mặc xinh cực kỳ. Mọi người chia sẻ link này cho em với nào. Mọi người chia sẻ nhiều vào hội nhóm chợ cho em đi nào. Mọi người chia sẻ nhiều vào hội nhóm chợ để em tặng quà cho mọi người nhá. 65kg vừa không em ơi? Chị ơi, cái mã này tầm khoảng 60-61kg quay đầu là vừa thôi. 60-62 cân. 60-62 cân thôi, 65kg không vừa. Nick mới này mọi người chia sẻ giúp em nào. Mọi người chia sẻ giúp em đi nào để tặng quà nào các chị ơi. Vẫn tặng giày nhá, vẫn tặng giày cho mọi người chia sẻ livestream lên 50 view cho em nhá. Vẫn tặng giày dành cho các chị chia sẻ livestream lên 50 view cho em ạ. Nào các chị nào, mọi người chia sẻ live view, tăng view mạnh lên cho em nhá. Chia sẻ thật nhiều vào hội nhóm cho em. Có quần bò thẳng. Quần bò chun đấy chị. Có quần bò chun chị mặc được đấy. Quần bò chun em có. Chào chị Huyền Hùng nhá. Chị ơi vào nick này tương tác tụi em đi chị Huyền Hùng ơi. Mọi người vào nick này tương tác chia sẻ nhiều vào hội nhóm chợ cho em để em tặng quà cho mọi người nè. Các chị ơi tại vì nick kia bị hạn chế tương tác nhá. Mọi người chuyển qua nick này tương tác tụi em mới nha mọi người nha. Chị Huyền Hùng ơi chia sẻ nhiều vào hội nhóm chợ cho em nhá. Mọi người cố gắng chia sẻ cho em, giúp em mỗi người ít nhất là 5 lần thôi. Mọi người chỉ cần chia sẻ giúp em mỗi người 5 lần thôi là em đã cảm ơn mọi người rất là nhiều rồi. Mọi người chia sẻ cho em đi nào.
Màu này giống cái chị đặt cho em đó. Đúng rồi chị ơi, mẫu này giống cái mẫu chị đặt của em đấy. Mẫu này mặc lên đẹp mà đúng không? Này, mẫu này mặc lên xinh cực kỳ luôn. Có cả màu đỏ nữa. Mẫu này là mẫu chị đặt của em đấy, đúng mẫu này rồi. Mẫu này đạt à, mẫu này đẹp mà. Nhựa lụa nhẹ tênh luôn. Đấy, nhiều hàng mới lắm ý, nhưng mà vẫn chưa có thời gian like cho mọi người xem tại vì là tương tác kém. Mọi người tương tác nick này giúp em nào, mỗi người chỉ cần chia sẻ giúp em 3 lần, 5 lần thôi là em đã cảm ơn mọi người rất là nhiều rồi. Mọi người chia sẻ nick này cho em nha. Chia sẻ tăng view lên để tặng quà đi nào các chị ơi. Chia sẻ tăng view lên để tặng quà nhá. Tặng quà cho các chị nào. Tặng quà nha, giày xinh cho mọi người nào. Giày xinh cho mọi người nha. Vâng, rồi ok, để em đang tìm quần thụng. Quần thụng dáng bò bách dạ riêng Việt ạ. Rồi chị chờ một chút xíu nha, quần thụng lưng chun đúng không? Bốn mươi cân vừa chị Huyền Hùng ơi. Chị hỏi áo đúng không? 40 cân vừa mà. Tại vì chị ơi có quần như hôm trước em nhắn tin cho chị không vậy? Chị Hiền Nguyễn à, quần hôm trước nhắn tin cho em là đặt quần gu xì à, hay là quần gì nhỉ chị nhỏ? Đừng thu cái rơ cho em để con xem chị Hiền. Ê nhá, quần lưng thun đây, 60 cân mặc quá ok luôn. À chị à. Hiền Nguyễn ơi, cái mã này em hết ép rồi chị ạ. Hàng zin Việt nhé. Chất thì các bạn quá yên tâm về chất rồi vì hàng zin Việt, hàng công ty. Đây, chuẩn tăng mát của nó thêu hẳn luôn vào đây với cả gấu luôn này. Mẫu này đẹp mà các chị luôn, hàng này mặc. Mẫu này lụa đẹp cực kỳ luôn. Đây, nhà em bán thì giá siêu yêu rồi. Chất mặc thích mà chị Chi Lân nhờ, mẫu này mặc chất mặc thích mà. Quần này giá cài của nó là hàng công ty, giá cài của nó là 319. Đây chị luôn. Chị nấu cà phê ở đây. Quần lưng thun đây, quần này chị mặc được này. Đấy, quần lưng thun rất là đẹp đây. Đờ, bò zin Việt chị ạ, hàng này là hàng bò zin Việt này. Đây nó có hai mẫu, nó có một mẫu như thế này này. Đây, có giãn xuống luôn. Mẫu này cũng khóa, có khóa nhưng mà cũng lưng thun. Có khóa nhưng lưng thun nhé. Quần này quần dài mà. Quần này quần dài nhé, quần dài đến mắt cá chân. Chứ nó cũng không hẳn dài hẳn, nó là dáng đấy. Quần này quần dài mà chị. Nó có hai mẫu này, một mẫu đấy và một mẫu này. Quần dài hết mà, đây là một quần dài. Mặt hàng này thích cực luôn. Khách ở mình đây công sở mọi người mua toàn mua mấy cái thôi mà. Quần dài mà. Nhưng cái mã này chị mặc được này. À, với lại chất của nó cũng mềm, với lại co giãn mặc mùa này giấy, mặc mùa này sướng lắm. Mặc mùa này nó mát. Nó mát còn dễ chịu. Quần này mặc quanh năm được. Đó, có hàng mặc rất là thoải mái dễ chịu. Mọi người chia sẻ tương tác link này cho em đi ạ. Nếu mà chị lấy quần đấy thì comment cho em nhá. Mọi người tiếp tục chia sẻ để em tặng giày cho mọi người đi nào. Đây, hôm nay là em dành tặng giày cho các chị luôn nè. Đấy, tặng quần đã nhiều rồi, mọi người không thích thì hôm nay sẽ đổi sang nha. Chuyển đổi không khí một tí là tặng giày nhá các chị nhá. Tặng giày cho mọi người nào. Mọi người chia sẻ cho em nào, những ai đang xem livestream comment nào. Comment để em biết mọi người đang xem livestream của em nào. Mọi người ơi, chia sẻ livestream nhá. Comment để em biết là mọi người nào. Comment để em biết là mọi người xem livestream của em nhá. Facebook đã hạn chế tương tác, buồn ghê luôn. Buồn ghê gớm luôn đấy các chị ạ. Đây chị Đinh Mạnh Hoàng chia sẻ rất là nhiều này. Mọi chị Chi Lân này, mọi người chia sẻ rất là nhiều cho em này. Đấy, mọi người chia sẻ đi nha. Mọi người chia sẻ mua hàng sẽ được giảm giá nhá mọi người nhá. Các chị chia sẻ livestream mua hàng sẽ được giảm giá. Tăng view lên để em tặng quà cho mọi người nào các chị ơi. Đây mọi người chia sẻ tăng view lên để em tặng quà cho mọi người này. Đây mọi người chia sẻ này. Mọi người chia sẻ em nhìn thấy hết mọi người chia sẻ cho em này. Chị Trà Lành chia sẻ, chị Nâu Cà Phê chia sẻ cho em rất là nhiều này.
Đây mọi người này. Đó, em nhìn thấy hết, mọi người chia sẻ. Người chia sẻ cho em đi ạ. Mẫu này đẹp, ứng rồi, chị Lân nhá, mua quần bò này rồi, quần bò mặc thích á. Quần bò này mặc thích mà mọi người. Chị Trà Lành chia sẻ cho em rất là nhiều rồi đây ạ. Cảm ơn mọi người nhá. Nick này em sẽ test tương tác một vài lần rồi em sẽ chuyển qua bán hàng nick này nhá mọi người nha. Chị vào đông thu thì em bán hàng luôn nhưng mà chị bán không cả. Em mới đầu thì có đông thu. Chị nấu cà phê nếu mà lấy quần thì comment cho em nhá. Nếu mà lấy quần thì comment cho em biết ạ. Mọi người chia sẻ cho em đi nào, mọi người tiếp tục chia sẻ nick này cho em đi nào mọi người ơi. Mọi người tiếp tục chia sẻ tương, để nick này tương tác mạnh lên giúp em nào. Chia sẻ để tặng giày nhá mọi người nha, chia sẻ để tặng giày cho các chị nhá. Mọi người chia sẻ nào, chia sẻ nhiều vào hội nhóm cho em nào các chị ơi, chia sẻ thật nhiều vào hội nhóm chợ cho em nhá. Cho chị xem quần bò với. Đâu quần bò tiếng Việt đâu. Chắc chị Trà Lành chắc chị không thích mặc quần này đâu mẹ. Chị muốn mua lại lưng thu này ở quần khóa hả? Chắc chị Trà Lành không thích bò tiếng Việt đấy đâu. Mọi người chia sẻ đông vui lên để em bán hàng nào. Mọi người chia sẻ nick này đông vui lên để em bán hàng nhá. Quần rộng rãi thoải mái luôn ạ. Co giãn thoải mái chị nâu cà phê ơi. Em còn áo phông chữ hôm trước không cho chị cái vàng. Áo phông chữ nào nhờ chị nhỉ? Áo phông chữ nào gửi ảnh cho em nhá. Nếu mà có ảnh gửi ảnh cho em chọn mẫu chuẩn chính xác. Phông chữ em có nhiều hình lắm. Phông chữ em còn nhiều mà. Cái vàng. Phông vàng em còn nhiều lắm. Còn phông chữ vàng còn, cả chị Thu là còn. Em đang sale phông là 49k rẻ bèo luôn. Đây cái hàng bò Zin Việt hàng mới nha em đây này các chị này. Hàng Zin Việt mẫu mới nha, mẫu mới này, hoa mới này. Mẫu hoa mới nhất đây luôn này các chị này. Mẫu hoa mới nhất luôn. Đủ size cho các chị từ 40 cân đến 60 cân. Đủ size cho các chị từ 40 cân đến 60 cân mặc đây ạ. Đây mẫu bò Zin Việt mới nhất nha em. Giá cả của nó là 319k. Quần nào cũng được mà thoải mái chút. Đây mã này mặc thoải mái này chị này. Phông trắng hình, phông trắng không hình. Phông trắng không hình thì em hết rồi, còn có mỗi cái mã đấy thì hết rồi. Phông trắng không hình thì em có, nhưng phông thái thì em không. Chị thích kiểu lắng rộng cơ. Lắng rộng thì áo phông có, áo phông em có nhiều mà. Lắng rộng thì đây cái mã này mặc thoải mái này chị này. Mã này mặc thoải mái này, hàng bò Zin Việt này, rất là đẹp luôn. Lắng rộng thì có. Cái mã này mọi người mặc đi làm, đi chơi thoải mái nhá. Mặc đi làm đi chơi thoải mái luôn. Phông cổ Đức hàng 75k còn 75k có viền tay ý em. À phông cổ Đức 75k viền tay có. Chị lấy màu vàng à. Màu vàng em còn chị ơi. Áo phông chữ đúng rồi. Áo phông chữ cổ Đức hàng Gucci đúng không. Em còn nhá. Đẹp á. Đây chị ơi có phải cái hàng Gucci này không. Nếu mà đúng thì ok cho em nhá. Em vẫn còn đủ màu đen trắng đỏ vàng. Đấy chắc là hôm đấy là mọi người xem like nhưng mọi người không xem được ấy. Hôm trước chị lấy quần lưng chun em mặc không theo à? Hôm trước không biết chị lấy mẫu nào. Em không nhớ ấy chị ạ, tại vì nhiều đơn hàng quá, có lúc cũng không thể cũng quên đi ấy chị. Rồi ok. Một cái chắc để chị mua thêm. Chị còn một cái áo ấy ở đây nữa nhỉ. Yeah. Thể thao. Rồi ok chị. Rồi cho quần bó em cầm nhé. À, chị Thu ơi, thế thì áo thể thao chị lấy sang áo trắng sẽ ép đi. Đây nhá chị nấu cà phê ơi. Đây nếu mà đúng cái này thì comment là thêu hoa cho em này.
Nếu mà đúng cái này thì comment là theo hoa cho em nhá. Một cái là không theo hoa, một cái là... Đây, cái theo hoa này là cặp khóa nhưng mà lưng vẫn là lưng thun. Còn cái này là cái không theo hoa thì là lưng thun hoàn toàn. Nếu mà chị lấy cái trơn thì comment trơn, còn nếu mà lấy cái theo hoa thì comment là theo hoa cho em. Đây. Cái này này. Chất đẹp lắm, toàn bộ là hàng bọc giấy mềm thôi. Mà cái hàng này mọi người mặc không sợ bay não hoặc là phai màu, mặc yên tâm là không phai màu. Mọi người chia sẻ đông vui lên cho em đi mọi người ơi. Các chị nào cũng đông vui đi để em tặng quà. Nick này mới nên là tương tác nó vẫn còn hơi kém. Đây cái này là hoa này, theo hoa này. Đủ size cho các bạn từ 40 cân đến 60 cân nha. Nếu mà chị lấy cái theo hoa này thì comment cho em. Có từ size 27 đến size 32. Rất là đẹp. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ cho em đi nào. Quần bò này là hàng theo hoa thì là 190 chị ơi. Hàng theo hoa này là 190 này, còn hàng lưng thun này là 200. Hàng theo hoa là 190. Cái hàng này là hàng công ty rồi, giá niêm yết của nó ở đây là 319.000 này. Đấy là em đang sale rất là rẻ luôn. Siêu đẹp mà rẻ, hàng Vin Việt mà các chị đây. Hàng Vin Việt nó bán bớt có 10.000. Đây. Nếu mà các chị đi mua ở các cửa hàng, các hệ thống Vin Việt trên toàn quốc ấy thì người ta chỉ bớt có khoảng 10.000 cho các chị thôi. Quần bò này mặc cũng rất là dễ chịu luôn. Quần đấy bao nhiêu kg mặc vừa? Quần này em có size mà, có đủ size 28, 29, 30, 31, 32. Cho các chị tầm khoảng từ 40 cân đến 60, 62 cân vừa thoải mái luôn. Có size cho các chị 60, 62, 63 cân vẫn mặc được thoải mái. Đủ size. Chị 60 cân đúng không? Để em gửi size 60 cân cho chị. Có size cho chị mặc được rồi, ok cho chị theo hoa nhá. Em chốt cho chị một quần bò theo hoa và hai áo này. Áo toàn là hàng đẹp thôi. Nó theo tem mác, nó có túi như này mà. Mai em gửi hàng luôn cho chị nhá. Rồi ok, em chọn size cho chị mặc thoải mái luôn. Có ai lấy quần bò này thì nữa thì comment cho em nào. Có ai lấy quần bò này nữa thì comment cho em nhá. Áo là 100k, quần bò thì là 190k, hàng bò theo hoa. Còn hàng trơn, cạp trơn, quần trơn lưng thun này là hàng 200k. Bò Zin Việt ạ, bò Zin Việt chất đẹp nhá. Quần lỡ ấy, mọi người có muốn mua quần lỡ không này? Quần lỡ em đang còn lẻ size, đang sale 150k một quần. Quần lỡ. Em ơi, mai gửi cho chị nhé. Rồi ok, mai em gửi cho chị Thi Ốc nhá. Nếu mà có áo phông thì mai em sẽ thông báo cho chị ạ. Chào chị Đặng Hùng nhá. Mọi người chị vào tương tác nick này cho em, chia sẻ giúp em là chị Đặng Hùng ơi. Các chị vào nick này tương tác cho em nhá. Kết bạn theo dõi Facebook Phạm Thảo Ly nhá mọi người nhá. Kết bạn theo dõi Facebook Phạm Thảo Ly ở chế độ xem trước ạ. Em sẽ chuyển qua like ở hàng mới ở nick này nhá. Mọi người tương tác nick này giúp em ạ. Nick kia dạo này tương tác kém quá nên em chuyển qua nick này. Chị Thi Ốc vào tương tác nick này giúp em nhá. Đây em có cả bò ngố này. Mọi người có muốn mua bò ngố không? Bò ngố cũng đang sale rất là rẻ luôn. Em còn lẻ size. Còn lẻ size nhá, đang sale 150k một quần thôi. Đây siêu đẹp luôn ạ. Bò ngố cũng là hàng riêng Việt này. Giá là 229k. Sale còn 150k nhé mọi người nhá. Quần
bò đây có cả bò cuốn bò sáng, chị vào tiện đơn thì mua luôn vì là nó rẻ và đẹp lắm. Yên tâm, nếu mà bò mặc ở đằng sau sẽ chỉ thích mặc ở này một đấy. Bò này mọi người mặc đảm bảo là ưng ý luôn ạ. Bò ngố này em cũng có hai loại, là một loại là thêu hoa và một loại là không thêu hoa này các chị này. Một loại thêu hoa và một loại không thêu hoa nhá. Đây, loại thêu hoa sáng, này. Có cả màu tối và màu sáng. Có cả màu tối nhá, chị nào thích màu tối thì em có cả màu tối này. Nhiều hàng đẹp lắm ý mà tương tác kém quá, bán hàng nó cũng buồn. Mọi người vào tương tác link mới cho em để bán hàng vui lên, để đông vui để em bán hàng nhiều mẫu đẹp cho mọi người nhá. Đây có cả màu tối này. Chào chị Ngọc Lan Hương nha. Và nick này tương tác giúp em đi nào các tình yêu nào. Các tình yêu ơi chia sẻ đông vui lên cho em đi nào. Màu tối này các chị này đang sale là 150k một quần này các chị này. Bò Vin Việt nha, 229k. Đây ạ, 229k sale còn 150k một quần cho các chị này. Bây giờ em còn lẻ size nên là có size cho các chị tầm khoảng 50 cân quay đầu thôi. 50, 51 đến 55. Có size chị mặc được đấy chị Đinh Mạnh Hoàn ơi. Ví dụ đây cái size 27 này chị mặc được này. Đây, cái này chị mặc được này, 26 27 chị mặc được này. Đây áo mẫu mới nhất nhà em đây, hoa 3D đây. Có 40 mấy cân mà 40 cân rồi. Cân có cả màu sáng màu tối. Đây, áo lụa hoa 3D nhà em đây, đẹp lắm này. Cái mẫu mới nhất, đang hot nhất trên thị trường nhá. Đây là em cập nhật mẫu mới nhất luôn ạ, trên thị trường nói chung là chưa có. Nên là mọi người mặc sẽ không bị đụng hàng nhiều, tại vì mẫu này chưa có nhá mọi người nhá. Mẫu này mới nhất này, toàn bộ hoa 3D rất là sắc nét, hàng lụa Quảng Châu ạ. Hàng này là hàng lụa Quảng Châu này. Áo này siêu xinh luôn, áo này em có đủ màu luôn. Màu vàng, màu đỏ, màu xanh, màu nâu, màu be. Đây, quần này chị có size cho chị Đinh Mạnh Hoàn mặc được nhá. Có thêu với lại là không thêu này. Hai màu sáng tối. Nếu mà lấy màu nào thì comment cho em. Áo chống nắng nhà em là cái hàng thô ấy các chị ạ. Hàng thô là cái hàng phía bên tay em đây này. Phía bên này đổ lại nhá. Là 90k, thô 2 lớp 90k. Còn cái áo bên lanh này này là 170k nhá, áo lanh nhá. Lanh 2 lớp luôn. Lanh 2 lớp mát lạnh luôn nhá mọi người nhá. Có size cho chị tầm khoảng 60 cân quay đầu, 60 62 cân. Quay đầu. Bò ngố này, ai lấy bò ngố thì comment cho em. Bò ngố đang sale rất là rẻ luôn, hàng đẹp giá rẻ em còn lẻ size. Bao nhiêu đấy em? Áo là 100k một áo chị ơi, 100k thôi. Đây, đẹp lung linh như thế này mà chỉ có giá 100k đúng không? Quá đẹp luôn, có size cho chị từ 45 đến 60 cân. Có size từ 45 đến 60 cân quay đầu mặc rất là đẹp. Tùy nhá, nếu mà mọi người cao dưới 1m6 thì tầm khoảng 40-42 cân trở lên đã mặc được rồi. Áo đẹp quá luôn đúng không chị? Màu này mặc tôn da lắm đấy chị này. Màu này mặc rất là tôn da này. Mọi người vào tương tác nick mới này giúp em đi ạ. Mọi người vào tương tác nick mới này giúp em nhá. Mới rất là buồn luôn nè, mọi người vào chia sẻ giúp em đi. Chị lấy màu em mặc rồi ok. Ship code 30k trên toàn quốc chị ơi. Hôm qua chị biểu lấy quần em để cho chị chưa? Em để rồi chị ơi. Em để rồi, chị chọn gì thêm rồi để em gửi. Rồi chốt cho chị Lan Hương, Ngọc Lan Hương một cái áo màu vàng. Đây. Em để cho chị rồi. Đây màu này này. Màu này quá đẹp luôn. Cái này đúng không? Xanh mắt đỏ. Hơi mắt đỏ. Nào ai lấy áo như em đang mặc thì comment nhá. Ai lấy áo như em đang mặc nữa thì comment. Váy đi. Váy nhiều lắm. Đây em thử cái màu đỏ này nào. Thử màu đỏ cho mọi người xem. Đẹp lung linh luôn. Đây, xinh không? Chị đang hùng chọn bên gì, mai em gửi luôn. Phải mình
có một cái quần ấy nên chưa gửi. Đặng Hùng chọn thêm gì để mai mình gửi luôn nhé. Tại là em mới có một quần ấy nên là chưa gửi. Lâu lắm rồi, hôm nay mình thấy chị Đặng Hùng chị quay lại mua nữa khách. Lâu lâu rồi hay nhắc đến chị. Ly đa số là toàn các chị khách quen ủng hộ. Ly rất là nhiều luôn. Thì Thắm chia sẻ cho Ly nhá. Nick của mình chưa sao dạo này tương tác nó kém. Đăng bài các chị còn không có luôn, không nhìn thấy luôn. Ra xem tên nick của Ly. Đây mọi người này, có cả màu này nữa luôn này. Đây nhá, có cả màu này nữa nhá các chị nhá. Màu này mặc rất là sang này. Rất là sang và đẹp luôn. Nhưng cái mã này cho các chị là khoảng từ 45 đến 60 cân vừa này. Từ 45 đến 60 cân vừa nhá. Chị nào lấy đỏ thì comment đỏ cho em, lấy vàng thì comment vàng cho em. Đẹp xinh lung linh luôn. Mà giá lại chỉ có 100k một áo. Quá rẻ đúng không mọi người? Quá là yêu thương luôn. Ai lấy đỏ thì comment màu đỏ cho em nhá. Ai lấy màu đỏ thì comment màu đỏ cho em. Đây màu đỏ này, màu đỏ mặc lên cũng không kém phần là tôn da này các chị này. Áo này mỏng nhẹ mát nhưng mà lại rất là không bị lộ này các chị này, không bị lộ dáng nhá, mặc gấu dáng quá xinh luôn. Đây ai lấy đỏ thì comment đỏ cho em. Đấy, hoa này các chị này, hoa sang không? Đấy, hoa rất là sang luôn. Và nhà em bán 100k thôi nhá mọi người nhá. Giá quá rẻ rồi. Mọi người chia sẻ cho em đi nào. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ cho em đông vui lên đi nào. Chia sẻ đông vui lên cho em nhá. Áo nắng thì là hàng thô ở bên phía tay trái của mình là 90k và hàng lanh bên này là 170 nhá chị Vũ Thái Linh nhá. Đều là hàng hai lớp hết ạ. Hàng thô cũng là hai mặt hai lớp, hàng lanh cũng là hàng hai lớp nhá. Hàng lanh với hàng thô siêu mát luôn. Hàng thô 90k ở bên này còn hàng lanh là 170k. Chị lấy hàng nào thì comment cho em nhá. Áo chống nắng nhà em thì giá cực kỳ là hấp dẫn luôn rồi. Hàng đẹp quá siêu rẻ. Để nhất định bắt bộ luôn. Đấy bán kèm đơn nữa chị. Em bán kèm đơn thôi. Mỗi cái chỉ gọi là để đủ tiền hỗ trợ ship cho mọi người ấy. Chống nắng em bán kèm đơn cho mọi người là chính thôi mà. Mọi người mua các chỗ khác những cái hàng thô này tầm khoảng 120k một áo. Đấy, chỗ khác toàn 120-130 trở lên này chị nhỏ. Cái hàng thô này em cũng tham khảo giá thị trường mà. Em đi lấy hàng em phải chọn chỗ nào rẻ nhất mà đẹp nhất cho mọi người cơ. Đấy, rẻ mà lại phải đẹp. Giá hợp lý nhưng mà chất lượng phải ok. Thì em mới lấy cho mọi người. Hàng lanh á, các chỗ khác còn toàn bán hơn 200 thôi. Lanh thì họ bán 250. Đấy, các chỗ khác toàn bán 250 cái hàng lanh hay lớp ấy. Thô thì là 90k, ai mua thì comment cho em nhá. Em cảm ơn chị Trang Huỳnh nhá. Chị Trang Huỳnh, chị ơi chuyển qua nick này tương tác nick này giúp em ạ. Mọi người chuyển qua nick này tương tác nick này, nick mới này giúp em nha mọi người nhá. Nào mọi người chia sẻ đi, em tặng giày đây. Em tặng giày cho mọi người đây này. Vẫn để phần giày cho các chị đây. Chỉ để tặng thôi, cái này em không bán nhá. Giày chỉ để tặng cho mọi người nhá. Vậy thì em bán tại cửa hàng thôi nhưng mà em sẽ để tặng cho mọi người không bán. Giày xinh không? Đây.
còn là hàng full box hết nha mọi người nhá. Mọi người chia sẻ nhiều cho em nào. Mọi người yêu quý em thì mọi người chia sẻ nhiều vào hội nhóm chợ giúp em để em để nick mới này nó tương tác mạnh lên nhá mọi người nhá. Mọi người yêu quý em thì tương tác chia sẻ nhiều vào các hội nhóm chợ hoặc là chia sẻ lên trang cá nhân và nick mới này giúp em để tăng lượng tương tác lên nào mọi người ơi. Chia sẻ miễn phí mà mọi người yêu quý chia sẻ giúp em nha. Đây mọi người chia sẻ lên 50 view em vẫn tặng giày cho mọi người này. Em tặng quà nhá, tặng quà phần quà là một đôi giày. Một đôi giày rất là xinh luôn. Đây đúng không? Một đôi giày xinh yêu cho các chị này. Mọi người tương tác nick này giúp em nha mọi người nha. Tương tác nick này mạnh lên cho em. Đây, hôm nay sẽ dành thời gian chỉ để tương tác với lại nói chuyện vui với mọi người thôi. Nào mọi người có chuyện gì vui thì kể nói chị em mấy chị em mình nói chuyện cho vui nhá. Hôm nay nick này thì em chỉ để tương tác cho mọi người thôi, test thử nick mới á. Em chỉ test thử nick mới cho mọi người tương tác thôi. Rồi ngày mai em sẽ bán hàng nhá, em sẽ bán hàng qua nick này nhá. Mọi người test tương tác nick này cho em chia sẻ và ấn theo dõi Facebook Phạm Thảo Ly ở chế độ xem trước nhá. Khi em like thì mọi người sẽ có thông báo á. Đây, khi em like thì mọi người sẽ có thông báo nhá. Mọi người test tương tác nick này cho em, giúp em với. Chuẩn quá rồi. Các chị có thể comment nói chuyện vui hôm nay dành chút thời gian để tâm sự cùng với mọi người. Ta chuyển để đặt. Mẫu này vừa mặc rồi. Ở mẫu phân lách. Phông nha mọi người nha, chuyển qua mẫu phông này này. Đẹp mà. Đây, chuyển qua mã phông này Gucci này các chị này. Mã phông Gucci rất là đẹp đúng không? Đây, mã phông Gucci mới nha em nha. Hàng. Có mẹ không? Cái này này. Đẹp mà. Lên. Nào các chị nào, chuyển qua cái mã phông Gucci này cho em nào. Nhưng có cái
Chuyển qua mẫu phông Gucci này các chị nào. Chuyển qua mẫu phông Gucci này nhá. À, các chị mua một chiếc thì sẽ là 7, một chiếc sẽ là 80k. Và mọi người mua từ hai chiếc trở lên sẽ là 75k một chiếc nhá mọi người nhá. 75k một chiếc này. Em có màu màu đỏ nhá, màu trắng, màu đen và màu vàng. Màu đỏ, màu trắng, màu đen và cả màu vàng nữa. Đây, ai lấy mẫu này thì comment cho em nhá. Ai lấy mẫu này thì các chị comment cho em này. Màu đỏ, màu trắng, màu đen và màu vàng nhá. Các chị mua 2 chiếc thì chỉ còn là 150 2 chiếc thôi. Mua lẻ là 80k một chiếc nha mọi người nhá. Ai lấy màu nào thì comment cho em mã này. Các chị tầm khoảng từ 40 cân, 40 cân đến khoảng 55, 56 cân quay đầu mặc vừa nhá. Đây, phông Gucci siêu đẹp này. Mọi người tương tác nick này cho em nè. Tương tác nick này nhá. Rồi, em xin chào chị Trúc Tồ nhá. Em chuyển qua nick này nhá. Mọi người tương tác nick mới này giúp em đi nào. Các chị tương tác nick mới cho em đi ạ. Hàng siêu đẹp mà giá lại rất là rẻ luôn. Mọi người tương tác nick mới này giúp em nha các tình yêu nha. Các chị mới vào tương tác nick mới này giúp em. Ấn theo dõi nhá mọi người nhá. Ấn theo dõi Phạm Thảo Ly ở chế độ xem trước ạ. Khi mọi người ấn vào chế độ xem trước thì khi em like nhá, mọi người sẽ có thông báo ạ. Khi em like sẽ có thông báo khi em đăng những cái mẫu mới nhất nhá, cập nhật những cái mẫu mới nhất thì nó sẽ hiện lên đầu bảng tin của mọi người. Nên là mọi người ấn theo dõi chế độ xem trước đi ạ. Để chế độ xem trước nhá mọi người nhá. Hôm nay em like đến đây nhá. Mọi người cứ tương tác nick này nhá. Ngày mai em sẽ bán hàng ở nick mới nè. Em sẽ chuyển qua bán hàng ở nick này. Mọi người ấn vào nick này tương tác giúp em nhá. Chào tất cả mọi người.